Tiếp theo em xin phóng sanh những cái con cua, cua biển. Cua biển thì cái loài này nó không có quý hiếm, nhưng mà mình phóng sanh nó được cũng rẻ hơn là mình phóng sanh những con cua lớn nha. Đó đó đó, ê, ê, nó kẹp, nó cắn rồi kìa. Ồ, con cua biển nó không kẹp con rái cá anh chị ơi. Ok, nó quýnh lộn với cua biển luôn kìa. Mày đi ăn hả? Chiến đấu với cua biển luôn hả con? 40 con cua biển thưa anh chị. Phóng cái con cua biển lớn kia tốn nhiều tiền lắm. Mua con này phóng nè, đó. Đó con nó lì. Đó, anh chị coi nó chơi nè. Nó chơi nó quýnh lộn với cua biển nè. Đó. Cuộc chiến của những thằng ngáo đá đó. Điếc không xả súng nè. Hồi đấy cá ti ti nè. Còn cua biển này. Coi nó rảnh không? Nó kẹp cái con cúm con. Tha cho con cúm đi nha. Tha cho cúm đi. Ủa nó bị dợp. Con cua biển này nó chết rồi. Không biết sao nó chết nữa. Con cúm con thì còn sống, mà con cua biển lớn này thì nó bị chết mà nó kẹp vô thằng này. Dạ. Cái câu chuyện là như vậy. Đó, hổn không? Hổn hào không? Đây, nó nữa nè. Ê, chết rồi. Ui da, trời ơi. Sao kẹp anh? Anh mới vừa cứu em mà. Nó kẹp, nó hù em, nó nói, ê, đút chân ra tôi luôn. Nó cũng biết lắm đó chứ bộ, nó biết người thả nó chứ bộ. Đó, nó khôn mà. Em quăng nó đây, sao tự nó biết nó đi xuống sông? Khôn vãi luôn. Coi kìa. Chết rồi. Bị kẹp rồi. Buông nó ra. Chưa. Bị con cúm nó kẹp. Cho thằng này nó bị kẹp mấy lần nó sợ. Thằng này nè. Nhìn nè. Rụng hết nguyên dàn chân bên đây. Còn được một cái càng với bốn cái chân. Có những con bị kẹp nát người luôn. Do để chung thì nó kẹp nhẫn nhau. Như con này đi. Còn lại được 5 cái chân. Khả năng kiếm đồ ăn thì hơi bị khó nhưng mà vẫn sống. Mùa này mùa cua biển đẻ. Ở đây là một ổ cua biển nè, tụi nó bị tấn công á, tụi nó quýnh lộn. Con này nè, con còng hiền lắm. Xuống. Còn nữa không? Còn nữa không? Đó. Đa số mấy con cua con để trong cái tụng này thì em thấy là nó kẹp nhau, còn thiếu chân thiếu tay. Con này mấy con khôn á thì nó không có kẹp. Mấy con khôn á thì nó không có quýnh lộn, còn con ngu thì kẹp gãy tay chân ngán chịu. Ở đời cũng vậy thôi. Đứa nào mà thích quýnh lộn thì đứa đó khổ thôi. Đây. Còn đúng một con cúm, nó lại đi kẹp vô cái tụng. Thưa cô bác anh chị, em xin gửi cứu con này. Con này gọi là con ngu nè. Đây. Bồ Tát chứ này chưa có kinh nghiệm nha. Trả về tự nhiên. Dạ. Như vậy là hôm nay. Nữa hả? Ăn cái gì? Ây, nó bị con cua kẹp nó.
thì cái càng con cua dính vô nó tức quá, nó cắn cái càng con cua luôn. Ở đây đây đây, đây. Tha cho mấy con cua đi. Tha cho cua đi, đi khỏi chỗ này. Nữa nữa nữa. Đi. Trời ơi con cua sao con kẹp nó làm chi vậy cua? Mày để lại hai cái càng luôn. Vậy là em biết rồi, con rấy cá nó mạnh lắm quý vị ơi. Nó cho con cua kẹp nó cái con cua rụng càng. Nó lụm càng của con cua nó ăn. Mà con cua lụm đứt hai cái càng luôn á thì nó bắt đầu nó ăn luôn con cua. Ghê thật, con rấy cá nó nguy hiểm. Em phóng xanh cua biển cho mọi người coi. Cũng là em học hỏi kinh nghiệm luôn. Đừng có tấn công nghe chưa, tấn công là rụng càng, mà rụng càng là hồi nó giết mình, mình lấy cái càng mình hù nó thôi. Thằng nhỏ rụng hết hai cái càng gì con rấy cá. Xong rồi, lên bờ ơi anh em ơi. Dạ cảm ơn anh chị Bồ Tát đã ủng hộ em phóng sanh giải cứu rừng ngập mặn trong ngày đầu năm mới. Tuy chúng ta không mua sạch được cá, bị một số người đến trước họ đã ăn thịt, nhưng chúng ta cũng đã giải cứu được rất là nhiều. Em quay lại chi tiết như thế này để cho anh chị coi cái cuộc sống của em ngoài tự nhiên và phóng sanh giải cứu động vật như thế nào. Dạ nó chân thật không ạ? Có đây xứng đáng một like. Nhớ like trên kênh Tiun. Kênh Tiun mới quan trọng, mới có tiền. Rồi em dựng clip. Rồi bây giờ lấy cá nè. Đó. Hồi nãy nó ăn cá no rồi, nó đi chơi thôi. Nó không cố ý ăn con gì hết. Nó chơi cho cua kẹp nó. Mà nó không đau, nó không si. Bởi vì cái khả năng của loài rái cá vuốt bé là nó bắt cua, bắt còng nó ăn, bắt tôm tép nó ăn. Nó lấy cái tay nó cứ thập vô mấy cái lỗ để nó soi, có con nào kẹp kẹp vô nó thì nó dứt con đó, nó mồi con đó lên. Nên cái khả năng móc lỗ của con này nó hay lắm, lỗ cỡ nào nó cũng moi ra đồ được hết. Bây giờ nhường lại cho em cái cảnh, những cái cảnh quay tiếp theo nha. Những cảnh quay tiếp theo trị giá nè. Nước sông đang lên như thế này hả? Đổi chiến thuật. Đây là ba lô đựng đuôi tiên cá của em. Những chú bạch tuộc ở trong này đâu? Nó sẽ chui vô ba lô này. Mấy con này nó sống dai thôi anh chị. No! Nó sống dài lắm nên nó đi theo em được. Anh đi em lấy cảnh quay thiên nhiên cho anh chị coi. Mình sẽ đi giải cứu, mình sẽ đi phóng sanh mấy con này mà làm clip cho nó đẹp. Cái ba lô lưới tiên cá của em thấy không, chất lượng lắm chứ bộ. Nè coi lưới nè, lưới này nó còn che lại mấy cái lỗ này, nó còn che đen lên lát nhỏ 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 lại nữa, nên mấy bạch tuộc vô đây không giờ ra được. Còn lưới này nó có mấy khe lỗ xuyên qua, nên cái ba lô bên em thiết kế là dùng để giải cứu động vật, để đựng rác thải nhựa, đựng đồ bơi cho mấy em học bơi tiên cá em á, để làm những nhà giải cứu động vật. Nhưng mà tình hình này chỉ có mình em làm, mấy em không đủ sức, không đủ lực để giải cứu động vật trong tự nhiên, nên mấy em dùng ba lô tiên cá đựng đồ đi bơi là đủ rồi. Gì hả TT? Mấy bạch tuộc này thì, ê,
xong nha anh chị. Chúng ta sẽ đi. Nay em sẽ lượm rác thải nhựa dưới nước. Em sẽ đi quơ hết rác thải nhựa dưới nước. Em kéo theo cái tụng này nữa để lượm đựng rác thêm. Rồi công đức này là cho em. Tại kênh YouTube em chưa phát triển, em chưa có nhiều tiền không? Giải cứu động vật. Em phải làm phước thêm. Nhất bà tụng này dễ thương quá. Bà tụng này dễ thương quá. Dễ thương mà thương không dễ mà dễ có thưởng. Đây, cho con ti ti. Ê, no, no, no. Rồi. Đây. Đó, coi nó đi nè. Hồi nước lên, đó, nó vô hàng, nó chưa ống rồi đó. Thấy không? Đây, 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 đây. Đó, cái hàng nè. Nó vô hàng nó nằm nè. Đó, mấy cái hang này đó là nhà của nó đó. Đó đó đó, thằng này thì nó đi theo em đi đâu nó đi theo đó là đúng rồi. Lên lại. Wow. Lằng xảo quá.